vẫn đang còn sống. Bây giờ chúng tôi sẽ đánh bẫy cá của cá mú mú. Đây là chỗ cân của cá. Sau đó chúng ta cài đặt thời gian cho máy đánh bẫy cá và nhấn công tắc để máy chạy. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn nút cho cá ra. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.